Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Nguyên Nguyên luôn. Hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác 5 con vang số mới về. Shiso 03 bãi xịn, hàng có rất đẹp. Con này là một trong những bản mà khác biệt nhất của hệ nhà Shiso. Đây là hàng bãi các bác nhé. Nhìn mặt là màu đen rất là sang trọng. Còn mới tinh tinh tinh. Cách kết nối thì giống như tất cả các dòng vang khác của Shiso. Kết nối cổng dây máy in đầy đầy hình thức các bác nhé. Có 3 nút Music, Effect và Mix. Đấy, có hai đèn ba dàn đèn hiển thị các dàn đèn chức năng hiện hết lên đây. Đây, màn hình màu xanh, chữ màu xanh rất là đẹp, các bác nhé. Còn đây là phía trong, đây là phía trong. Thì so với những bản Shiso khác thì bản này này được nâng cấp khác biệt cả về phần cứng, vẫn là chạy áp thấp, vẫn là chạy giải mã AKM. Và đặc biệt thì con này là lần đầu tiên hãng cách điệu dùng bo DSP, có sử dụng hai chip, một chip analog của Mỹ và một chip tạo hiệu ứng cho tiếng mic, đó là chip Dream, chip của Pháp. Dream là của Pháp bác nhé, của Pháp xịn đấy, các bác nên tìm hiểu trên website. Và con này đặc biệt là có đường outline, đó là gia quang, tức là chạy giải mã gia quang, có thể làm kết nối tín hiệu line cho bộ âm thanh khác, chẳng hạn TV cắm vào, sau khi chỉnh tín hiệu xong có thể cắm đường quang này xuống một con khác để nghe nhạc, chẳng hạn như là dàn Kenwood chẳng hạn. Rồi, quay trở lại con này thì em chỉ về được có 5 con thôi, thì các bác chơi Tết, bác nào mua thì liên hệ em bán 2 triệu 9 một con nhé, 2 triệu 9 một con, tặng khiển dây jack đầy đủ và cài sẵn các bác 4 chế độ, tương đương với 4 chế độ ở trên này. Lần đầu tiên thì hãng sử dụng chip Dream để tạo hiệu ứng hát karaoke cho tiếng mic, đó là sự cách điệu khác biệt nhất. Thì ở bản này nhìn nhìn thoáng qua thì mọi người nghĩ là Shiso T3, nhưng bản này là bản cách điệu và cải tiến nhất, rõ rệt nhất, đó là dùng hai cổng quang vào và ra, chạy hai chip analog Dream và analog Divide của Mỹ, một Dream của Pháp. Và con này các nút hiển thị đều hiển thị rõ ở trên này nên vận hành rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bác nghe thử chất âm của nó. Nghe nhạc thì em sẽ hát thử một đoạn karaoke cho các bác nghe. Đặc biệt con này là cải thiện tiếng nhạc rất là rõ nét, sắc nét. Căn chỉnh thì là con này hãng đã cài sẵn cho mình là 10 cài sẵn mặc định là 10 19 chế độ các bác nhé, 19 chế độ ăn phần mềm độc lập, 19 chế độ reverb và 4 chế độ echo. 4 chế độ echo có sẵn. Đấy, còn trong quá trình hát thì mình có thể căn chỉnh thêm. Đấy, bác bây giờ bác nghe thử một đoạn nhạc, con này cải thiện nhạc và tiếng echo cũng cải thiện rất là nhiều, tương đối là chuyên nghiệp. Mời bác nghe thử một đoạn karaoke để đánh giá được cái chất âm của con Shiso T3. Em đã ra trên giải mic 790 đuôi chuột Bayer 790, mời bác nghe. Tiếng y vật về cô nên rất là rõ nét. Đấy, con này thì là các chế độ hãng đã chỉnh sẵn cho mình, các bác bí có thể gọi trực tiếp ra, không cần phải cài đặt quá nhiều.
Đấy, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em. Con này các bác mua để ủng hộ em nhé. 2,9 triệu một con, sạch đẹp như này. Bao ship tặng khiển và giấy tờ đầy đủ cho các bác. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.